Alo, xin chào anh em nhé, lại tôi Lam Thành đây. Cái clip trước thì tôi đã hướng dẫn anh em về các bước cài đặt cơ bản cho một tài khoản eBay Seller để nó thuận tiện cho việc bán hàng của mình trên cái trang eBay đấy. Thì tôi xin tóm tắt sơ lược lại nhé, là những gì chúng ta đã làm nhé. Trong series này thì tôi đã hướng dẫn anh em cách chuẩn bị máy ảo này, chuẩn bị IP US này, chuẩn bị info US này, chuẩn bị số điện thoại US này, tiến hành reset app này và chi tiết về cách gỡ sub và restrict nếu trường hợp như mà xảy ra sắp và dịch tích. Đến clip mới nhất tôi hướng dẫn anh em là clip trước đấy, là về các bước cơ bản để cài đặt cho tài khoản eBay Seller. Ok, lại nhầm, nó phải là video nhỉ. Thì đến cái video tiếp theo này, tôi sẽ tiến hành list đến sản phẩm thứ hai. Bởi vì hôm trước mình đăng ký tài khoản eBay là mình đã list sản phẩm đầu tiên rồi đúng không anh em? Đây rồi, sản phẩm đầu tiên mình list là cái chảo này anh em nhé. Đến sản phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì chúng ta vẫn list trong cái ngách chảo này anh em nhé. Chảo gang này, đây mình vẫn list trong cái ngách này, nói chung là về dụng cụ nhà bếp nhá anh em. Bây giờ tôi tìm sản phẩm thứ hai thì tôi sẽ lên trang Amazon đi. Bởi vì anh em phải list cùng ngách thì eBay nó sẽ không phát hiện. Bởi vì một người bình thường ấy, người ta bán hàng ấy, người ta cũng chỉ bán một vài sản phẩm trong một cái ngách nào đấy thôi, chứ không, họ không thể nào mà bán lung tung tùm lum lên ngay từ đầu được. Phải có một thời gian làm quen thì người ta mới có nhiều sản phẩm người ta list lên trên trang eBay này. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho cái tài khoản của mình thì tốt nhất là anh em lên nên list cùng một ngách trước trong khoảng 5-7 sản phẩm. Tiến hành tìm sản phẩm thứ hai, bây giờ tôi sẽ tìm trong trang Amazon nhé. Để trường hợp có sâu thì mình sẽ có thể ship được cho khách luôn. Đây, ví dụ tôi tìm mấy cái từ khóa này đây. Ok, nó nhiều quá. Hiện tại là tôi chưa tiến hành tìm kỹ xem là sản phẩm nào bán tốt hay không tốt. Ở clip này tôi chỉ hướng dẫn anh em cách list sản phẩm thứ hai sao cho nó cũng an toàn cho app của mình. Vậy nên là tôi sẽ chọn bừa nha anh em nhé.
Đây tôi chọn cái 19 đô 99 này đi. Chúng ta tiến hành link sản phẩm cũng giống như là ở sản phẩm đầu tiên đấy. Mình sẽ lấy tiêu đề của sản phẩm nhá. Amazon Basic này. Basic này không biết như thế nào nhỉ? Đây, tôi chọn cái này đi. Ok, chúng ta lấy tiêu đề sản phẩm này. Như thế này thôi. Thả sang đây. Tôi sẽ loại bỏ bớt một số thành phần tôi không biết là cái gì. Rồi, ví dụ tôi sẽ lấy tiêu đề sản phẩm như này. Hình ảnh của sản phẩm thì giống như clip clip sản phẩm trước đấy. Tôi sẽ lấy về desktop trước nha. Sản phẩm 2 đây đúng không ạ? Chúng ta gõ bừa vào nha. Rồi. Link sản phẩm thứ hai chúng ta ấn vào đây này. Single listing này. Sau đó chúng ta lấy tiêu đề này, copy tiêu đề này. À vào đây nhá. Phát nó vào đây. Phát vào đây. Rồi, chúng ta có thể chọn bất kỳ cái nào trong đây. Ví dụ như tôi muốn cho nó vào cái ngách Home Garden. À, đây, khúc que rồi đến cái gì đây? Ok. UPC này thì tôi sẽ ghi là không áp dụng gì đây. Sản phẩm này tôi có thể để là sản phẩm mới nhá. Đến phần hình ảnh của sản phẩm đúng không ạ? Tôi sẽ copy lại tiêu đề vào phần sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm, chuyển sang pixel này, tôi sẽ để là 1.000 pixel đi. Thả tiêu đề sản phẩm vào đây, ở đây có dấu inch này, 12 inch này anh em. Tôi sẽ bỏ cái dấu inch này đi nhá, và tôi sẽ ghi là chữ inch, bởi vì cái dấu inch đấy Windows sẽ không để cho mình lưu làm tên của file đâu anh em. Một hình. Hình thứ hai tôi cũng để là 1.000 pixel. Tôi bấm lại.
cách tên sản phẩm đó này. À, tôi để là số 2 ở cuối đi. Tôi cũng để là 1.000 pixel. À, tôi sẽ để là số 3. Ok, tôi sẽ để là hình số 4. Việc này phục vụ cho công việc SEO của listing nha anh em. Khi người dùng tìm kiếm một trong số những từ khóa đấy, nó sẽ hiện lên của mình. Rồi, trong phần hình ảnh tiếp theo đến phần điền các thông tin chi tiết, tôi chọn là cả ga và cả điện này đi. Ở đây tôi chọn là không có cái brand nào nhé, không có thương hiệu nhé. Ở đây chọn là cái này đi. Đây đi. Mười hai inch. Màu đen. Ở đây tôi cũng ghi là do not uplink. Apply 12 inch. No. Phần nội dung nhá. Đầu tiên này, mình sẽ lấy tiêu đề này. Anh em enter vài cái xuống cái tiêu đề, anh em dán vào đây. Ok, phần nội dung nhá, có thể anh em copy thẳng thả vào đây, anh em copy thẳng như này đấy, rồi anh em thả thẳng xuống dưới này. Ok, nhưng mà có một số cái nguồn hàng ấy, trong những cái nội dung này của họ, họ sẽ cài link vào đây rồi, cho nên là khi mình dán vào cái phần nội dung của eBay này thì họ sẽ không đồng ý cho mình list đâu. Thay vào đó mình sẽ chuyển sang cái HTML này vào cái phần div thứ hai này nhá. Cái phần div thứ hai này, đây là thẻ mở này, đây là thẻ đóng này. Trước thẻ đóng sẽ luôn có dấu gạch. Đó, anh em thả vào đây đi, thả vào giữa này, enter xuống. Thả phần nội dung vào đây. Đánh vào trong này thì nó sẽ không bị vướng những cái đường link mà nguồn hàng người ta đã cài đặt sẵn vào trong cái nội dung của người ta. Tại mỗi một dòng này, anh em muốn xuống dòng, anh em gõ dấu ngoặc này, dấu trừ này, BG dấu ngoặc này. Đây, ok chưa ạ? Anh em copy nhá. Đấy, mỗi cái xuống dòng anh em thả một cái mã này vào là nó sẽ xuống dòng. Rồi, tiếp theo nội dung này tôi sẽ lấy từ đây luôn. Lấy đến đây thôi. Enter xuống. Rồi. Chúng ta lại lấy cái chữ BG này nhá. Anh em lại thả vào đây. Tại mỗi điểm xuống dòng anh em thả một cái code này vào.
Đối với những tài khoản mới thì chúng ta nên làm thủ công như này. Sau này khi tài khoản nó sống được một thời gian lâu lâu trên 3 tháng thì chúng ta có thể gắn tool vào để họ tool đó sẽ list tự động cho mình, tự quản lý nguồn hàng cho mình, còn hàng hết hàng, tăng giá, giảm giá. Còn trong thời gian đầu thì anh em nên list tay như này thì nó sẽ đảm bảo cho cái tài khoản của mình sống khỏe hơn. Trong làm việc với eBay và Amazon này thì chúng ta không thể nhanh được, mà phải thật bình tĩnh. Làm nhanh là sẽ mất tiền. Rồi, xong rồi, bây giờ quay qua phần đây là HTML, nó là như này nha anh em nhé. Standard thì nó sẽ là như này. Chúng ta ấn vào đây, Advanced này. Dòng tiêu đề mình cho ra giữa đây, đậm lên cho nó to lên một chút cũng được. Ok, phần tiếp theo là từ production này đúng không, product này, definition này. Phần trên này ok, đây là trình bày văn bản, không có gì khó cả. Mình xem là họ sẽ silicon này, hot, đây là silicon hot rồi đây đúng không. Đây là cái quà tặng thêm ngoài cái thẻo đấy. Trong phần nội dung đây tôi chọn là giá bán ngay nhá, chứ không phải là đấu giá nhá. Giá ở bên Amazon là bao nhiêu tiền ta? Bên Amazon họ bán là 24 đồng 97, bên này tôi sẽ tăng lên 10 đồng nữa nhá. $34.99. Tôi để số lượng sản phẩm là một. Đồng ý trả hàng trong vòng 30 ngày. Đây, trên cùng này. Phần ship này tôi sẽ chọn nhà vận chuyển. Đây rồi, UPS, the route gì đây? 1 đến 5 ngày.
phần phí tôi sẽ để là free ship cho khách hàng. Tiếp theo đến phần handling time, thời gian xử lý đơn hàng, tôi sẽ để là 3 ngày nhé. Trong vòng 3 ngày khi nhận được đơn hàng là mình phải gửi hàng đi cho người ta, và từ 1 đến 5 ngày là hàng sẽ phải đến tay khách hàng. Ok, đến phần exclusive shipping local này, location này. Hôm trước mình đã làm đấy, bước cài đặt cơ bản đấy. Thì nó sẽ loại trừ những cái nước khác ra đây. Nó chỉ để lại trong nội địa Mỹ thôi anh em nhé. Item location là tôi sẽ để nguyên. Kiểm tra lại một lần. Rồi, từ tiêu đề sản phẩm này, ngách này, hình ảnh này, đến phần điền các cái nội dung chi tiết của sản phẩm, phần nội dung chính thức của sản phẩm, để giá là giá bán ngay, giá tiền. Ok, tiếp rồi. Rồi, tôi tiến hành ít sản phẩm thứ hai nhá. Hoàn thành. Đã xong rồi anh em. Vậy là ta đã lên sản phẩm thứ hai nhá. Clip này tôi chỉ giới thiệu anh em như vậy thôi. Đến clip sau thì tôi sẽ video sau, xin lỗi tôi cứ nhầm. Đến video sau tôi sẽ tiến hành list sản phẩm thứ ba, thứ tư, và nếu trường hợp có sâu thì tôi sẽ tiến hành order bên Amazon và ship cho khách hàng họ mua của mình ở bên eBay này anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé, chào anh em nhé. Tôi sẽ post lên cái kênh YouTube của tôi, kênh Lam Thành này. Anh em vào trong phần playlist này, nó sẽ có đây cái playlist tạo tài khoản eBay đây. Trong này sẽ có quy trình từ bước đầu tiên chúng ta chuẩn bị máy ảo như nào, chuẩn bị IP như nào, chuẩn bị info như nào, chuẩn bị số điện thoại như nào, tiến hành gác gác như nào, chi tiết gỡ tài khoản như nào, và list và có sâu thì sẽ ship hàng cho khách như thế nào. Vâng, cảm ơn anh em nhé, chào anh em nhé.